Kem Dark Army là gì? Dark Army là kem chống lão hóa chuyên biệt dành cho nữ giới. Những ai đã và đang có dấu hiệu bị lão hóa da, nám, tàn nhang thì có thể sử dụng loại kem này. Dark Army giúp xóa bỏ nếp nhăn cũ và chống phát triển nếp nhăn mới hiệu quả nhất hiện nay. Nguồn gốc xuất xứ Dark Army. Kem chống lão hóa Dark Army có xuất xứ từ châu Âu, được sản xuất theo công nghệ tiên tiến nhất của Nga. Sản phẩm này đã và đang xuất hiện ở rất nhiều nước trên thế giới, nhất là châu Âu và châu Mỹ. Châu Á thì mới ở một số nước như Hàn Quốc, Singapore và Việt Nam. Kem Dark Army có tốt không? Để biết được sản phẩm này có tốt cho quá trình chống lão hóa da hay không, hãy cùng tìm hiểu thành phần chi tiết của loại kem này. Thành phần chính của Dark Army. Dark Army với thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên và an toàn đối với làn da của phụ nữ. Thành phần chính của loại huyết thanh Dark Army này là dầu jojoba. Loại thảo dược này giúp kiểm soát và tái tạo những vùng da bị hư tổn do quá trình lão hóa trước đó gây ra. Tinh chất lô hội ngăn cản quá trình oxy hóa diễn ra, ngoài ra còn gây ức chế quá trình hình thành các gốc tự do, trong đó gốc tự do là nguyên nhân dẫn đến quá trình lão hóa da. Dầu hạt nho tăng cường độ đàn hồi của làn da, giúp đẩy lùi quá trình lão hóa như nhanh và rạn da ở nữ giới bằng cách tái tạo cấu trúc của các lợi collagen và elastin. Các loại vitamin, thành phần chính vẫn là vitamin E, bởi đây được coi là thần dược giúp cải thiện các nếp nhăn trên da mặt, giúp cho da trở nên tươi sáng hơn. Ngoài ra, thành phần của Dark Army còn có nhiều loại thảo dược tự nhiên khác. Theo các bạn, với các thành phần thiên nhiên và tốt như trên thì sản phẩm này có tốt hay không? Kết quả sau khi sử dụng Dark Army. Hiệu quả sau khi dùng Dark Army là hoàn toàn rõ rệt và thể hiện qua từng ngày sử dụng, như làn da trở nên mịn màng và có độ đàn hồi cao hơn gấp nhiều lần. Đường nét trở nên rõ ràng và da cũng săn chắc hơn như thời con gái. Làn da khỏe mạnh và sáng bóng một cách tự nhiên. Các lỗ chân lông trở nên se khít, giúp hỗ trợ loại bỏ các nếp nhăn, nám, tàn nhang trên mặt, giúp nâng cơ và tạo nét cho khuôn mặt. Mua Dark Army ở đâu chính hãng? Sẽ rất khó để người tiêu dùng cho thể biết được đâu là nơi bán hàng chất lượng, đâu là nơi làm ăn gian dối. Vậy nên để mua kem Dark Army chính hãng chuẩn chất lượng, bạn hãy vào website nhà sản xuất để đặt mua nhé. Việc mua hàng chính hãng sẽ giúp bạn cải thiện làn da đáng kể đó. Đặt mua từ nhà sản xuất tại liên kết dưới mô tả của video này. Lưu ý, khi đặt mua Dark Army từ nhà sản xuất, sau khi bạn điền đầy đủ thông tin, trong vòng 12 giờ nhà sản xuất sẽ liên hệ cho bạn. Bạn được tư vấn miễn phí về sản phẩm và da. Bạn được ghi hết toàn quốc. Hiệu quả của Dark Army được kiểm chứng bởi rất nhiều nghiên cứu, bản quyền khoa học và được thử nghiệm trong thời gian dài. Sản phẩm có tác dụng với cả những nếp nhăn cũ cũng như sự hình thành các dấu hiệu của quá trình lão hóa. Dark Army là sản phẩm mạnh nhất và hiệu quả nhất trong việc chăm sóc da do quá trình lão hóa, với hàm lượng tối đa các tinh chất từ thiên nhiên. Năm 2016, Dark Army được công nhận là giải pháp duy nhất để chống lão hóa. Lê Văn Cường, chuyên gia da liễu.